một cái câu chuyện rất là buồn cười cười đến nỗi mà mấy thằng lính mình với khách hàng nè nhỏ những anh em khách đang cười nè thấy không đó một hồi thằng lính mình nó xanh mặt hết nghe anh em đó, nói chung á là có cái ông kia hai ông kia nhậu ở đâu á rồi cái hai ông á, ở trên xe sao nè cái ông không đội nóng hiểm với cái ông kia còn đứng trên xe nặng á cái, uh, Chửi chữ lộn sao đó cái ông này nhảy nhảy xuống xe đó đứng trước cửa tiệm mình nó là chửi ông kia nữa đó chửi quá trời chửi luôn hai ông xỉnh tới nái luôn rồi à, nghe anh em đó chửi lộn mà khách mình là người ta cười không nè chửi lộn nhiều cái mình cũng cười luôn mình đang hàng đồ ở trong tiệm đang hàng xe ở trong tiệm mà mình cười mình mới liếc liếc cái mấy lính mà nó la hôi nghe không có cười nha chuyện của người ta chửi cười người ta Và ông ông khách mặc cái áo thun cao đó ổng cười hoài luôn chửi lộn mất cười lắm kìa đó xong móc móc này kia ha đó chửi chửi ông kia quá trời luôn đó không có chịu lên xe về nha anh em đó, mà không có đổi nón bảo hiểm nữa xỉnh tới nái gì lắm luôn rồi đó chỉ chỏ hai ông chỉ chữ chữ qua chữ lại mà chữ mắc cười lắm kìa đó mấy thằng lính mà nó cười ông khách ha cười Rồi thêm cái ông núp ăn sau chiếc xe đen ngồi chỗ với ghế ổng cười quá trời luôn cái mình cũng cười luôn mình mới liếc mấy thằng lính mình là hồi <laughs> <laughs> nghe ổng có cười nghe chuyện của người ta nha rồi cái bắt đầu cái ông chú này á là bắt đầu chỉ chỉ giả chỏ móc điện thoại ra đòi điện công an giao thông đồ à? cười lắm điện quan giao thông đừng bắt cái ông kia Rồi, mà cái ông này không có đội nó nguy hiểm luôn rồi cái bắt đầu á, bóc điện thoại ra không biết lại á đó, đó. <laughs> quýnh ông kia tát ông kia vô lưng cái bóp một cái cái bắt đầu cái quay trở lại trở vô đứng cái chỗ vị trí đẩy đó đó tát vô lưng ông kia rồi nhảy lên xe nữa nghe anh em rồi xong bên lính mà nó cười nè mấy ông khách cười quá trời luôn rồi bắt đầu chở vô nè chiến tàn, lính mà nó mới xanh mặt nè đụng chiếc xe lính mà nè chiếc xe nhỏ mới sửa mấy triệu bạc mới vô đồ kiển này kia nghe anh em làm mấy triệu bạc luôn đó móc móc nè đụng cái bắt đầu làm cái xe cái gầm một cái Con <laughs> nhỏ xanh mặt hết trơn luôn anh em nhờ cái anh áo cam anh đỡ xe lại cũng thôi là banh nó trơn rồi đó 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 đâu rồi chiến này đi ra là cái cần thắng công luôn nha anh em đó là ổng bắt đầu xanh mặt rồi lính mình cũng xanh mặt rồi cái bắt đầu ông kia cái ông ngồi trên xe là kêu cái ông không đỏ nó bảo hiểm này nè nhảy lên xe đi lẹ sợ là đền xe anh em cái okay, ông kia nhảy lên xe liền anh em đó nhảy lên xe cái bắt đầu cái hai ông chữ lộn nữa cái ông okay, kia ông lên ra ông chạy một hơi một anh em mình lính mình nó bắt đầu nó xanh mặt rồi nó kiểm tra thấy cái càng đánh công rồi là nó xanh mặt như lắm mà nó vô nó vẫn còn cười nha tại vì hai ông chữ lộn mà tiếu dữ lắm sỉnh tới nãy luôn rồi đó bắt đầu cái là chạy đi chạy đi rồi mà ở đây á là bắt đầu á là mấy ông khách này đang sửa xe cũng vẫn còn cười luôn mà cái ông kia á là sợ xanh mặt hết trơn rồi sợ thằng lính mình nó đền nếu mà gặp hồi chiều mà chiếc xe này là của khách á là bảo đảm là hai ông này không có về được tới nhà đâu cõi cần móc điện thoại điện công an đâu tôi sẽ ra tôi điện chiếc này mình đi ra mình coi nãy giờ mình cười mình bắt cười cũng chết luôn mà mình đi ra gặp hai ông đi rồi cái mình đi vô mình cười quá trời cười luôn anh em ơi đó, nếu mà gặp xe khách là chiều là hai ông này giờ này còn ở trong phường ở trong á đó là đóng tiền phạt mệt luôn rồi dưới tiền đền xe á anh em chứ không có mà cửa mà giờ này về nhà ngủ ngon đâu